Chào cả nhà trở lại. Mùa Vu Lan được nhiều người dân chúng ta biết đến là mùa báo hiếu. Ngoài ra còn một ý nghĩa rất đặc biệt trong nhà Phật gọi là mùa Tự Tứ. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 gọi là lễ Tự Tứ. Tự là tự mình, tứ là mặt tình, nghĩa là chính bản thân mình đi ra giữa đại chúng và chư tăng cầu thỉnh tất cả chư tăng xét thấy lỗi của mình. Xét lỗi mình có những sai sót nào, mình có những lỗi lầm nào, xin đại chúng mở lòng chỉ dạy để cho mình nhận lấy lỗi lầm ăn năn sám hối. Ngày lễ Tự Tứ của chư tăng cũng gọi là ngày Phật Hoan Hỷ Nhật, hay gọi là Vu Lan Bồn, tạm dịch là giải đảo huyền, tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Thời xưa, mỗi dịp đến mùa hè tại Ấn Độ có mưa nhiều, sự đi lại khó khăn, Đức Phật cho chư tăng đến mùa hè phải quy tụ về một nơi, mục đích để thúc liễm tu hành. Trong 3 tháng hè này, đến ngày rằm tháng 7, chư tăng một lòng nhắc nhở lẫn nhau trong 3 nghiệp còn thiếu sót. Vì thế, 3 tháng an cư tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 gọi là mùa an cư kiết hạ. Đây là mùa của người tu tập, xin đại chúng chỉ ra lỗi của mình mà sửa để mong tiến bộ trên đường đạo. Tinh thần giác ngộ. Có câu trước sám sau tu, biết nhận lỗi của mình, biết sám hối rồi tu sửa. Mùa Vu Lan là lễ Tự Tứ, tự mình xin đại chúng mở lòng chỉ dạy những lỗi lầm mình đã làm. Tự mình biết nhận lỗi, biết sửa lỗi. Có những lỗi lầm bản thân mình không hề nhận ra, phải nhờ người khác chỉ dạy nhắc nhở. Giả dụ một người đi nhầm đường, họ chẳng thể biết mình sai đường cho đến khi người khác bảo đường đấy không có lối ra. Sáu căn chúng ta vốn mê lầm bởi sáu cảnh, duyên theo thị phi nhân ngã rồi tạo oán. Để nâng cao tinh thần giác ngộ, cần tu học, cần thầy lành bạn tốt chỉ ra lỗi lầm của mình. Trong Tam Tự Kinh có câu tánh tương cận, tập tương viễn. Tập khí bất thiện lâu nay của ta đã tích lũy lâu nay, vì gần bạn dữ, xa bạn hiền. Ngày ngày gần yêu ma sẽ thành yêu ma, ngày ngày gần Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Chính là ý nghĩa ấy. Ngày ngày gần người thiện là thúc đẩy tinh thần giác ngộ, lìa khổ được vui. Tự tu cứu khổ. Đức Phật chỉ bài 8 sự thật về khổ, vì con người trên thế gian này phải chịu 8 loại khổ. Sanh già bệnh chết là khổ, cầu bất như ý là khổ, yêu thương phải chia ly là khổ, ghét mà gặp là khổ, ngủ ấm thịnh suy là khổ. Không ai thoát khỏi 8 cái khổ này của thế gian. Người giác ngộ không lìa được khổ nhưng sẽ phục được khổ. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa có câu quán pháp như hóa. Hóa hay huyển hóa là mọi thứ không thật có, là giả tướng. Giả dụ ta lấy điện thoại thông minh ngày nay làm ví dụ, điện thoại và mạng xã hội không có tội. Vì sao con người ngày nay say mê chúng, cười khóc điên đảo theo chúng, thị phi nhân ngã vì chúng, vì những thứ ấy. Tu sửa hành vi, chỉnh đốn tâm ý, lìa khổ an vui là con đường duy nhất. Chúng sinh ta chịu khổ nạn vì nhân quả trong đời quá khứ, chưa thoát được khổ, chưa phục được khổ vì tâm còn mê mờ, tâm còn chưa đoạn nghi sanh tính để tu tập. Tu tập hay tu sửa có nhiều lối: nghe pháp, đọc kinh, niệm chú, ngồi thiền, nghe thuyết giảng kinh. Những pháp môn ấy cần điều kiện. Duy chỉ có chuyển tâm qua cầu A Di Đà Phật là pháp môn không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì khi ấy đã bán nỗi khổ đi, không để nó trong tâm, đặt trọn danh hiệu A Di Đà Phật trong tâm, ngày đêm không gián đoạn. Trước là cảm thấy không còn khổ nữa, sau là đến ngày rời cái thân này được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Trước sám sau tu. Người xưa có câu ông trời không xuống tay với người biết sám hối. Cha mẹ luôn mở rộng vòng tay đón con cái quay trở về.
có người chịu khổ nạn chỉ vì không chịu quỳ xuống sám hối, không chịu nhận lỗi và sửa lỗi. Người Thiên Chúa giáo có xưng tội, Phật giáo có sám hối. Cả hai cùng chung ý nghĩa rất cao cả của người biết nhận lỗi và muốn sửa lỗi, mong không phạm lỗi lầm cũ để trở thành người thiện. Vì thế, hành động sám hối vô cùng đặc biệt trên bước đường tu sửa. Còn thêm một ý nghĩa thâm mật hơn không nhiều người biết, chính là xin những oán gia trái chủ buông tha mình. Nay con xin thành tâm quỳ xuống sám hối, xin chư Phật Bồ Tát từ bi cứu khổ. Con xin tất cả những oán gia từ vô lượng kiếp con đã vô tình hay cố ý tổn hại chư vị, xin chư vị buông xả lỗi lầm cũ. Xin chư vị tìm đường về thế giới quanh minh, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Nay con phát nguyện sống thiện, nghĩ thiện, nói thiện, xin hồi hướng việc thiện đến chư vị. Sám hối giải oán. Đời này gặp khổ nạn cũng vì đã tạo oán, oán sẽ chờ ngày hồi báo. Xưa nay chư vị có thù hằn dai dẳng với ai chưa? Đã có ai mãi không buông tha chư vị hay chưa? Chắc rằng trong quá khứ đã có những sự việc ấy. Sử ghi chép lời nguyền Kim Đại Cát, trưởng tộc Diệp Hách Na Lạp đã từng thề rằng tộc ta còn lại một người phụ nữ cũng sẽ báo thù nhà Thanh. Tận 200 năm sau, sau thời gian dài, triều Thanh đã lơ là chuyện không cho phép người tộc Diệp Hắc Na vào cung. Từ Hy Thái Hậu là người Diệp Hắc Na Lạp đã làm triều đình nhà Thanh sụp đổ vì mối thù xưa của tổ tiên. Vì thế, kinh Phật dạy, oán nên giải không nên kết, oán đã kết nên thành tâm sám hối. Xưng tội xin tha thứ, sám hối biết nhận lỗi là hành động cao cả của người đoạn ác tu thiện. Khi ấy tâm thân thanh tịnh, không còn thấy lỗi người. Không thấy lỗi người là ý không tạo nghiệp ác, miệng không tạo khẩu nghiệp, thân không tạo ác. Thu nhiếp ba nghiệp sáu căn thanh tịnh. Sám hối để chuyển tâm, để hồi tâm, để oán gia buông tha trên đường đời. Vì nếu họ chưa buông tha, ta còn gặp vô số chướng duyên. Mùa Vu Lan là mùa lễ tự tứ, tự mình xin đại chúng chỉ ra lỗi lầm để sám hối. Tâm sám hối. Sám hối để giải oán, sám hối để tâm thân không còn phạm lỗi lầm cũ. Sám hối là tự trong tâm thân biết lỗi sửa lỗi, không tái phạm. Không phải đọc kinh sám hối là hết tội. Kinh sám hối, lời sám hối có nhiều lối. Đại bi sám, thủy sám, lương hoàng sám, tịnh độ sám hay gọi sám pháp Di Đà tịnh độ. Tổ sư Đại Đức chỉ dạy, tùy tâm nhập quán, từ tâm chí thành khế nhập hoàn cảnh mà sám hối. Không phải học thuộc lòng hay đọc y theo lời kinh sám hối mà hết tội. Ví như con cái chúng ta, chúng phạm lỗi, chúng thành tâm xin lỗi và nhận lỗi sẽ khác với nhận lỗi cho qua. Vì thế, người sám hối nên tự nhận thấy mình đã sai, muốn cải biến lìa ác tu thiện, tùy tâm nhập quán, được như thế, tội liền tiêu vì tâm thành. Nguyện khi ấy sẽ ứng, hay có cầu tất có ứng. Ngài Phật hoan hỷ, lễ tự tứ mùa Vu Lan hay còn gọi là Vu Lan Bồn, là cứu tội khổ bị treo ngược. Đức Phật dạy chúng sinh sống phải hoan hỷ, phải mở rộng tâm lượng, nhưng cuộc sống nhân sinh làm gì có nhiều chuyện vui như thế. Chúng sinh ta đến thế gian này 9 phần khổ, 1 phần vui, làm sao sống hoan hỷ được. Vì thế Đức Phật chỉ bày 84.000 pháp môn cho ta để ta khai ngộ. Chuyển tâm tham thành tâm bố thí, chuyển tâm sân thành tâm nhẫn, chuyển tâm si mê thành tâm trí tuệ. Người nữ trí sẽ giảm hay không còn tham sân si, dù ở cõi ta bà cũng như cõi tịnh. Khi không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi mình, sám hối sửa đổi, tâm thân không chứa lỗi người là tâm hoan hỷ.
Mùa Vu Lan này là lễ tự tứ của chư tăng, cũng gọi là Phật Hoan Hỷ Nhật. Hải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.